kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự 12 giờ trưa ngày 9 tháng 4 được phát sóng trực tiếp từ Hà Nội. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên đã có cuộc đối thoại với hơn 500 nông dân đại diện cho nông dân cả nước tại tỉnh Hải Dương. Các làng nghề đang phải đối diện với nhiều bất cập và thách thức như là môi trường hay là thiếu mặt bằng sản xuất khiến cho đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Bế mạc lễ hội Việt Nam tại tỉnh Aichi, Nhật Bản, sự kiện đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan và trở thành sự kiện văn hóa được quan tâm tại Nhật Bản. Thưa quý vị, vào sáng nay 9 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên đã có cuộc đối thoại với hơn 500 nông dân đại diện cho nông dân cả nước tại tỉnh Hải Dương. Chủ đề của hội nghị lần này là tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực tiếp đà 30 năm đổi mới. Sau các cuộc đối thoại với công nhân, sinh viên và các tôn giáo, đây là lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc đối thoại với nông dân. Đến trước thời điểm diễn ra cuộc đối thoại đã có hơn 1.000 câu hỏi của nông dân và nhân dân cả nước gửi về để trao đổi với Thủ tướng về 4 nhóm chủ đề, về thị trường và tiêu thụ nông sản, chính sách vốn và đất đai, phục vụ nông nghiệp, công nghệ và quản lý vật tư nông nghiệp, các chính sách an sinh xã hội đối với nông dân và chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng tham dự cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với nông dân còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều bộ trưởng. Thủ tướng sẽ trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi của các nông dân nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đã bắt đầu có những tiến triển từ 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành công thương. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, thì 6 dự án đã đi vào sản xuất giảm bớt thua lỗ, 2 dự án đã làm ăn có lãi, lợi nhuận lên tới vài trăm tỷ đồng. Tiếng máy, tiếng đóng bao liên tục vang lên. Những người công nhân đã không còn phải nghỉ máy luân phiên vì thiếu đơn hàng như trước. Giờ, dây chuyền đã hoạt động gần 90% công suất. Việc làm và thu nhập của anh em công nhân là có tăng lên. Và tâm lý là phấn khởi vững vàng hơn. Hàng làm ra không chỉ tiêu thụ được ở thị trường trong nước mà còn bán ra nước ngoài. Đây đã là chuyến tàu xuất khẩu thứ 6 trong năm nay. Doanh nghiệp này đã tìm lại được thị trường chính nhờ sự phục hồi của ngành nông nghiệp sau giai đoạn hạn mặn thiên tai. Từ mức thua lỗ 470 tỷ đồng, chỉ riêng 2 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đã lãi hơn 13 tỷ đồng. Giảm thiểu đến mức thấp nhất các cái hàng tồn kho như là nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra hầu như không có, thực hành triệt để tiết kiệm. Chúng tôi thu giảm các đầu mối, giảm biên chế, giảm mọi chi phí. Tại nhà máy thép Việt Trung, tỉnh Lào Cai, dự án từng lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2016. Năm ngoái đã lãi được 400 tỷ đồng và có thêm 300 tỷ đồng lợi nhuận ngay trong quý 1 năm nay. Các dây chuyền ở đây đang chạy với 110% công suất, hoạt động suốt ngày đêm. Bởi từ nửa năm trở lại đây thì nhà máy này sản xuất ra bao nhiêu phôi thép đều bán được hết bấy nhiêu. Thay đổi lớn nhất là doanh nghiệp đã sắp xếp lại bộ máy, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho ban giám đốc. Tổ nghiên cứu thị trường được hình thành giúp công ty chủ động kế hoạch sản xuất và đẩy mạnh bán ra khi giá cao. Áp dụng đồng bộ rất nhiều giải pháp, từ quản trị về mặt nhân sự, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, rồi là đào tạo, nâng cấp và nâng cao cái trình độ nghiệp vụ trong quản lý sản xuất cũng như là vận hành thiết bị. Rồi cái giải pháp về quản trị hàng tồn kho, quản trị đầu vào. Trước cái tình hình mà các cái sản phẩm phân bón và sắt thép nhập khẩu bán phá giá trên thị trường Việt Nam, thì Bộ Công Thương cũng đã ngay lập tức áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời, có đúng các quy định để bảo vệ cái sản xuất trong nước. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan tạo cái điều kiện thuận lợi cho thị trường của các sản phẩm. Sản phẩm làm ra bắt đầu tiêu thụ được, nhưng khó khăn nhất của các doanh nghiệp này là thiếu vốn để thu mua nguyên liệu sản xuất, vì trong một thời gian quá dài đã phụ thuộc vào nguồn tiền vay ngân hàng, đến nay chưa trả hết nợ. Nên giờ mong mỏi lớn nhất của các doanh nghiệp là ngân hàng sẽ lại nới hầu bao khi nhìn thấy dây chuyền hoạt động đều đặn. Kể từ 0 giờ ngày hôm nay, 9 tháng 4, Uber đã chính thức dừng hoạt động tại thị trường Việt Nam sau gần 4 năm có mặt tại Việt Nam. Uber xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2014 ở thành phố Hồ Chí Minh và đến tháng 11 thì dịch vụ này đã có mặt tại Hà Nội. Theo thống kê từ Uber, sau 4 năm hoạt động tại Việt Nam, tổng quãng đường đã di chuyển thông qua ứng dụng này là 322 triệu km.
Tính đến nay, Uber đã có khoảng là 40.000 xe. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2018, Grab cho biết toàn bộ hoạt động của Uber tại thị trường Đông Nam Á sẽ chính thức về tay của Grab. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương đã khuyến nghị Grab Taxi cung cấp các căn cứ về thị phần kết hợp của Uber và Grab để cục đánh giá nhằm mục đích bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật cạnh tranh trước khi tiến hành giao dịch trên thị trường Việt Nam. Thành phố Cần Thơ đang xây dựng đề án quy hoạch một vùng chuyên canh cây ăn trái chất lượng cao phục vụ xuất khẩu rộng 700 ha ở huyện Phong Điền, được bà con kỳ vọng sẽ đem lại sự thay đổi lớn trong thời gian tới. Theo quy hoạch, thì vùng chuyên canh cây ăn trái rộng 700 ha này sẽ nằm tại xã Nhơn Nghĩa, nơi mà người dân đang trồng nhiều loại cây ăn trái như là dâu, nhãn, xoài, vú sữa, sầu riêng. Khi được quy hoạch thì vú sữa và sầu riêng sẽ được chọn là cây chủ lực. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là nông dân đang trồng mỗi người một kiểu, nên là thành phố Cần Thơ có chủ trương là hộ nào đang có diện tích vườn tạp không hiệu quả thì nhà nước sẽ hỗ trợ cây giống và hướng dẫn trồng theo quy hoạch. Năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt xấp xỉ là 13 triệu lượt. Du lịch đang được coi là mảnh đất màu mỡ, con gà đẻ trứng vàng cho nhiều bạn trẻ có khát vọng khởi nghiệp. Những kinh nghiệm về khởi nghiệp của ngành này đã được chia sẻ trong diễn đàn khởi nghiệp du lịch được tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 4 này. Một trong ba đại diện tiêu biểu được Hiệp hội Du lịch Việt Nam lựa chọn để chia sẻ mô hình khởi nghiệp du lịch là công ty Chua Mé Đất Oxalis với tour du lịch Sơn Đòn. Đơn vị này chia sẻ, quảng bá bằng khai thác du lịch mạo hiểm là một cách làm hiệu quả. Tuy nhiên, khai thác như thế nào lại là câu chuyện khác. Với đa số là khách nước ngoài, sự chuyên nghiệp là yếu tố vô cùng quan trọng, cần lưu ý ngay từ khi khởi nghiệp. Khi mình làm tour ở Sơn Đòn, dùng Sơn Đòn làm quảng bá sẽ tạo ra một cái dấu ấn rất mới và sẽ tạo ra được cái luồng du khách mới để đến không chỉ Quảng Bình mà đến ở Việt Nam. Một startup công nghệ cũng được các bạn trẻ quan tâm là chủ sàn giao dịch trực tuyến TripEye. Là du học sinh trở về từ Đức, Trần Bình Giang đã bỏ dở chương trình lấy bằng tiến sĩ khi nhận thấy tiềm năng khổng lồ từ thị trường này. Anh cho rằng những mô hình du lịch truyền thống đang dần phải thích nghi với thời đại công nghệ số. Với các bạn sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, cần đón đầu xu hướng này. Có 3 yếu tố chính dẫn đến mỗi doanh nghiệp có thể vươn lên được hay không, đó là liên quan đến công nghệ mạnh hay không, tiềm lực tài chính tốt hay không và kiến thức của chuyên môn tốt hay không. Đã có hơn 1.000 bạn sinh viên tham gia vào diễn đàn khởi nghiệp du lịch. Đây là lực lượng nòng cốt cho sự phát triển du lịch Việt Nam trong tương lai. Những startup cũng chia sẻ, trước khi tham gia vào thị trường du lịch rộng lớn, khởi nghiệp có thể bắt đầu từ một tuyến thị trường nho nhỏ của du lịch như bán vé, cho thuê vận tải để có thể tiếp cận tích lũy kinh nghiệm trước khi chính thức bước vào thương trường để tự tạo chỗ đứng riêng cho mình. Trong phần tiêu điểm của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin dành một phần thời lượng để đề cập tới những khó khăn trong phát triển làng nghề. Thưa quý vị, trong những năm qua, nghề và làng nghề đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội không chỉ tại các làng quê mà ngay cả khu vực ngoại thành. Thế nhưng có một thực tế, đó là các làng nghề đang phải đối diện với nhiều bất cập và thách thức như là vấn đề về môi trường này hay là thiếu mặt bằng sản xuất, khiến cho đời sống của người dân làng nghề đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Thu hưởng từ gia đình, hơn 10 năm gắn bó với nghề, ngày 8 tiếng làm việc, chưa bao giờ anh Triệu gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như hiện nay. Khó không phải vì kinh tế mà từ trong quan hệ hàng xóm láng giềng, trong không gian và môi trường sống. Mình mong muốn là được đi ra ngoài chỗ khác rộng rãi hơn, như ở khu công nghiệp. Bởi vì khu dân cư là đất chặt, mình không thể nào hoạt động được năng suất cao. Và không thể mở rộng lên được, phải đầu tư ra chỗ khác. Bây giờ hàng xóm ảnh hưởng là bụi bặm và nhiều khí độc của do sơn xịt này tạo ra. Không có mặt bằng nên ra bà con vẫn cứ phải sản xuất. Bây giờ tình làng nghĩa xóm với nhau cả, không ai mà đều là cũng toàn là người sản xuất với nhau nên đâm ra không có được muốn nói đều ra tiếng lại gì. Làng Mộc Liên Hà đã có tuổi đời hàng chục năm nay nên nghề này đã và đang là thu nhập chính cho bà con. Tính nhanh trong xã, hiện nay có hơn 300 hộ sản xuất, quy mô nhỏ trong khu dân cư như gia đình anh Triệu. Với con số này thì sự quá tải về mật độ là khó tránh khỏi. Tại làng nghề Liên Hà thì có khoảng 6 lò đốt nhiệt như thế này.
và mỗi một ngày thì một lò có thể xử lý từ 4 đến 5 tấn mùn cưa, vừa để sử dụng nguồn nhiệt để ép gỗ, vừa để giải quyết nhu cầu rác thải của bà con, tránh ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, theo nhiều bà con tại làng nghề này thì với quy mô xử lý như vậy vẫn là chưa đủ. Các hộ sản xuất bây giờ là rất là thiếu, rất là nhiều, bởi vì nó là cái hàng nguyên liệu chúng tôi để dự trữ để sản xuất là một. Thứ hai là cái sản xuất ra thì những cái mặt hàng phải có kho để ta chứa những cái sản phẩm đã xong, bởi vì cái mặt hàng sản xuất xong không phải lúc nào ta cũng xuất đi được. Thiếu mặt bằng cũng đang là một nguyên nhân chính kìm hãm sự phát triển của làng nghề mộc Liên Hà, vì không thể áp dụng máy móc, công nghệ khi không đủ diện tích. Vấn đề quan trọng hơn là khiến giao thương hết sức khó khăn do các phương tiện không thể vào thu mua và vận chuyển hàng hóa. Rõ ràng là kế hoạch để giải quyết những bất cập trong phát triển làng nghề đã công bố. Tuy nhiên thì để cụ thể hơn và lộ trình ra sao thì sẽ cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền cũng như là sự ủng hộ của chính những người dân làng nghề. Được các cấp chính quyền của từ xã, huyện và thành phố nên là cũng đã có cho cái mở rộng mà hiện tại là đang coi như là đưa vào thi công và sản xuất, thì cuối năm nay cũng chắc cũng là đưa giao mặt bằng cho bà con để là ra đấy sản xuất rồi. Thế tới đây là chúng tôi đang mở rộng tiếp một cái diện tích mặt bằng khoảng 9,5 hecta thì đang thi công rồi, thì khả năng để đến dưới Liên Hà này khoảng độ tháng 7, tháng 8 là cũng xong. Thế còn trong tới này thì cái giai đoạn 2 là thành phố cho chúng tôi mở rộng ở cái khu làng nghề Liên Hà này là 18 hecta, thế thì chúng tôi mới mở một nửa là 9 hecta, thì tới đây là cũng đề nghị thành phố là cho tiếp tục làm mở rộng cái giai đoạn 2 là khoảng 9 hecta nữa. Thời gian tới thì huyện sẽ cơ bản đưa được các cái hộ dân đang hiện nay đang sản xuất nghề ở trong các khu dân cư ra được các cái cụm điểm công nghiệp, được quy hoạch đồng bộ cả về hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải. Thế và nó sẽ giảm thiểu tối đa cái ô nhiễm môi trường ở trong các khu dân cư, thông qua đó nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn huyện Đan Phượng. Xin được chuyển sang phần điểm báo trong nước và quốc tế số ra ngày hôm nay. Báo điện tử Việt Nam Plus có bài viết về những dấu mốc cũng như là những thành tựu đạt được trong quan hệ Việt Nam Hà Lan nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, ngày 9 tháng 4 năm 1973, ngày 9 tháng 4 năm 2018. Hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn đầu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hợp tác phát triển, khi mà chính phủ Hà Lan viện trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ kỹ thuật để phát triển khu vực nông nghiệp. Từ tháng 1 năm 2014, quan hệ Việt Nam-Hà Lan đã chuyển từ hợp tác phát triển sang đối tác thương mại, đặt trọng tâm thúc đẩy thương mại và đầu tư. Các chương trình hợp tác giữa hai nước đã gặt hái được nhiều thành công, thực sự thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Trên cơ sở các thế mạnh của nhau, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với những ưu tiên bao gồm thắt chặt quan hệ tốt đẹp về chính trị ngoại giao, duy trì tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác ở tầm quốc tế để cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu. Việt Nam là nước xuất khẩu giày lớn thứ hai thế giới trong năm 2017 là bài viết đáng chú ý có trên trang Media 24 của Pháp. Đây là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam giữ được vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu giày với 1,02 tỷ đôi giày và doanh thu là 14,65 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan thì Việt Nam chiếm 7,4% tổng nguồn cung trên thế giới về giày dép. Các thị trường xuất khẩu chính của giày dép Việt Nam là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đức. Mạng Vật liệu Trung Quốc đưa tin xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam năm 2018 ước đạt xấp xỉ là 9 tỷ đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam VForest, Việt Nam đã trở thành trung tâm chế biến gỗ ở châu Á. Hiện thị trường xuất khẩu chính của gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Riêng thị trường Hoa Kỳ thì Việt Nam đã xuất khẩu hơn 3 tỷ đô la Mỹ gỗ và sản phẩm của gỗ trong năm 2017. VForest dự kiến năm 2018 xuất khẩu gỗ và sản phẩm của gỗ của Việt Nam sẽ đạt khoảng là 9 tỷ đô la Mỹ và có khả năng sẽ tăng lên là 10 tỷ đô la Mỹ trong vài năm tới. Một vệ tinh mới của Việt Nam dự kiến sẽ được phóng vào cuối năm nay bởi tên lửa Epsilon của Nhật. Trang Media 24 của Pháp
thông tin thêm, vệ tinh có tên là Micro Dragon được chế tạo bởi 36 kỹ sư người Việt Nam thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam với sự hỗ trợ kỹ thuật của một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản. Vệ tinh Micro Dragon là khối vuông có đường kính 50cm, nặng 50kg, có nhiệm vụ quan sát vùng biển ven bờ và định vị nguồn thủy sản. Đến năm 2022, Việt Nam có kế hoạch chế tạo thêm một vệ tinh Logistsat 2. Điều này giúp cho Việt Nam trở thành một trong những nước phát triển công nghệ vũ trụ hàng đầu của khu vực cùng với Indonesia và Malaysia. Trong phần tiếp theo của bản tin, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý khám chữa bệnh là bước quan trọng tiến tới mô hình bệnh viện không giấy tờ, bệnh viện thông minh trong thời gian tới. Bế mạc lễ hội Việt Nam tại tỉnh Aichi, Nhật Bản, sự kiện đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan và trở thành sự kiện văn hóa được quan tâm tại Nhật Bản. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị, có thể là giờ đây, nhiều người đã quen thuộc với thẻ khám bệnh thông minh, chứa đầy đủ thông tin bệnh nhân, các kết quả xét nghiệm, thẻ bảo hiểm y tế, thay cho cuốn sổ y bạ và hồ sơ khám bệnh, hay có thể là tư vấn sức khỏe trực tuyến qua ứng dụng di động. Được ứng dụng những công nghệ hiện đại trong quản lý khám chữa bệnh và triển khai bệnh án điện tử là một bước quan trọng tiến tới mô hình bệnh viện không giấy tờ, bệnh viện thông minh trong thời gian sắp tới. Với một chiếc thẻ thông minh, bệnh nhân có thể đặt lịch khám trước tại nhà, không phải mất nhiều thời gian chờ đợi xếp sổ. Mọi thông tin về hoạt động khám chữa bệnh, nhân sự, tài sản được kết nối trực tiếp tới cơ sở dữ liệu quản lý bệnh viện. Cán bộ quản lý có thể giám sát mọi hoạt động bệnh viện bất cứ lúc nào thông qua các thiết bị di động thông minh. Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện này hiện đã được ứng dụng tại hơn 200 cơ sở y tế trên toàn quốc. Bác sĩ có thể khám chữa bệnh thông qua các thiết bị di động, cũng như là có các chức năng chuyên sâu hỗ trợ bác sĩ về chuyên môn, như là cảnh báo tương tác thuốc hay là cảnh báo dị ứng thuốc của bệnh nhân. Nó giúp cho cái việc khám chữa bệnh an toàn hơn, hiệu quả hơn. Thông qua các cái thiết bị di động, bệnh nhân có thể là tự tiếp nhận, chứ không nhất thiết phải tới cái quầy tiếp nhận như thông thường như trước đây. Hay là bệnh nhân có thể thanh toán online, giúp bệnh nhân là cái việc khám chữa bệnh rất là thuận lợi. Với mô hình bệnh viện thông minh và bệnh án điện tử, thời gian chờ đăng ký khám bệnh sẽ giảm từ 4 phút xuống còn 1 phút. Thời gian làm thủ tục viện phí sẽ nhanh hơn 2 lần so với trước kia. Nhờ vậy, doanh số bệnh viện tăng trung bình từ 20 đến 30%. Quan trọng hơn cả là hạn chế tối đa tình trạng trục lợi, bộ chi bảo hiểm y tế. Cái điều đầu tiên phải nói rằng là chúng ta đã giảm bớt, cắt tiện rất là nhiều các cái thủ tục hành chính. Thay vì chúng ta phải in ra và cầm rất nhiều giấy tờ, thì khi chúng ta đã số hóa được thì toàn bộ bệnh viện trên tên là không còn giấy tờ nữa. Và hoàn toàn tất cả các cái bộ phận đều có thể nhận diện được các thông tin bệnh nhân trên môi trường mạng. Cái lợi ích thứ hai đó là các bệnh viện có thể giảm tiện được rất nhiều về tiền in phim. Đối với các bệnh viện lớn thì có thể mỗi một năm có thể hàng một vài chục tỷ đồng. Mô hình bệnh viện thông minh với việc mỗi người dân có một hồ sơ bệnh án điện tử sẽ không còn xa. Bởi dự kiến tới năm 2020, các cơ sở y tế sẽ kết nối lưu trữ bệnh án điện tử của toàn bộ người Việt Nam. Từ đầu năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã đưa ra phương án cấm biển báo cấm đỗ xe ô tô theo ngày chẵn lẻ tại 6 tuyến đường trong thành phố. Phương án này đang phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thành phố Đà Lạt. Tính từ đầu năm đến nay, có 62 trường hợp đỗ sai luật. Tuy nhiên thì mức độ đang giảm dần và thời gian gần đây thì rất ít trường hợp vi phạm. Nhiều tuyến đường không còn cảnh xe dừng đỗ tràn lan gây cản trở giao thông. Thành phố Đà Lạt cho biết là sẽ tổng kết những điểm được và chưa được của phương án này và đưa ra phương án tối ưu trong thời gian tới. Nếu được tín nhiệm, đội cảnh sát giao thông thành phố Đà Lạt sẽ có phương án phối hợp lấy ý kiến của các đơn vị liên quan để mở rộng việc cắm biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn lẻ trên một số tuyến đường khác. Đại lễ Tết Thanh Minh lần thứ 10 đã diễn ra vào ngày 7 tháng 4 vừa qua, tức là ngày 22 tháng 2 năm Mậu Tuất, tại phường Tránh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tết Thanh Minh là đại lễ cầu siêu lớn và quan trọng hàng đầu trong đời sống tâm linh của người Việt. Đây là dịp để người sống bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến người thân trong gia đình đã khuất. Năm 2018 là năm thứ 10 liên tiếp đại lễ được tổ chức với nhiều chương trình như là tham quan kiến trúc văn hóa tâm linh, văn nghệ tổng hợp, trò chuyện chuyên đề, thiền. Việc tổ chức đại lễ Tết Thanh Minh là truyền thống văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt, nhằm báo đáp công ơn người đi trước, dưỡng dục tâm hồn, đạo đức người đi sau, xây dựng xã hội an lành, hạnh phúc.
Mới đây tại tỉnh Aichi, Nhật Bản đã diễn ra lễ hội Việt Nam thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện. Chính quyền tỉnh Aichi, Nhật Bản và thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức lễ hội Việt Nam 2018 với nhiều hoạt động ca nhạc, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc như múa rối nước, trình diễn áo dài và nghệ thuật thư pháp. Theo ước tính, lễ hội Việt Nam tại Aichi đã thu hút hơn 200.000 lượt khách tham quan và trở thành một sự kiện văn hóa được quan tâm tại Nhật Bản. Từ chỗ hầu như không tồn tại, chỉ trong 10 năm, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Aichi đã tăng mạnh về số lượng và trở thành cộng đồng nước ngoài lớn thứ 5 tại đây với hơn 17.000 người. Sau hơn 100 năm, ngày Phan Bội Châu đến Nhật Bản xây dựng phong trào Đông Du, bây giờ thì tôi có thể gặp sinh viên và người lao động Việt Nam ở khắp nơi. Cũng trong ngày hôm qua, bác sĩ Nagato Natsume đã nhận quyết định bổ nhiệm làm lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Nagoya, thủ phủ tỉnh Aichi. Bác sĩ Natsume là người đã hỗ trợ thực hiện hơn 4.000 ca phẫu thuật hở hàm ếch cho trẻ em Việt Nam trong suốt 25 năm qua. Nagoya là khu vực có nền kinh tế rất mạnh của Nhật Bản và cũng là thành phố tập trung nhiều người dân Việt Nam nhất. Chỉ cần bước chân ra đường là bạn có thể gặp một người Việt Nam nào đó. Tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên trong cả lĩnh vực y tế và kinh tế. Nhật Bản đã chứng kiến sự tăng vọt số lượng sinh viên và tu nghiệp sinh Việt Nam trong những năm gần đây. Đến cuối năm 2017, đã có gần 250.000 người Việt Nam đang học tập và lao động tại Nhật Bản. Thưa quý vị, nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên được biết đến là một người nghệ sĩ luôn tràn đầy năng lượng sáng tạo. Mới đây thì ông đã cho ra mắt công chúng 80 tác phẩm nghệ thuật ở các thể loại điêu khắc, tranh lụa, tranh sơn mài và nghệ thuật sắp đặt rất độc đáo. Thu nhặt từ những chất liệu của cuộc sống và dưới bàn tay sáng tạo nghệ thuật, mỗi tác phẩm của ông tuy giản dị nhưng mà đầy tình nhân văn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc này trong phóng sự sau. Bằng xu hướng giản lược, quy về các dạng hình học cơ bản, người xem tranh Vương Duy Biên có thể cảm nhận những không gian ước lệ truyền thống. Tác giả đã tập trung vào khả năng biểu cảm tự thân của chất liệu sơn mài để thể hiện đề tài người phụ nữ nông thôn với các biến tấu, dáng đứng, dáng ngồi cùng chiếc nón đội đầu đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nói về người nông dân đi cấy đi cày, nói về con trâu, nói về em bé chăn trâu, tất cả nhưng trong đó lại cái hình tượng nghệ thuật, nó là hoàn toàn có một cái nét hiện đại trong đó. Ở mảng điêu khắc, những tác phẩm như chiếc ghế đang chìm, kéo cưa lửa xẻ, chung kinh nghiệm, mãn nguyện, ai bảo tôi không làm được, được tạo hình hóm hình nhưng lại thể hiện ẩn ý của tác giả về những thói hư tật xấu trong xã hội. Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên cũng dành nhiều sáng tạo cho mảng đề tài chiến tranh với những tác phẩm như Bình Yên hay Nguyện Cầu. Phải bám sát theo cuộc sống thì có thể phản ánh cả cái tốt, phản ánh cả những cái mà mình cần phê phán. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái không gian này thì tôi muốn là có cả những cái vui vẻ trong cái tác phẩm. Nhưng đồng thời có những cái tác phẩm người ta xem người ta phải suy ngẫm. Những tiết mục trình diễn nghệ thuật được tác giả lồng ghép khéo léo cùng với các tác phẩm mỹ thuật, biến các tác phẩm trở thành một không gian động tương tác với người xem. Hoạt cảnh sân khấu này cùng với 80 tác phẩm của ông sẽ được trưng bày tại trung tâm triển lãm Palais Brongniart Pháp vào tháng 9 tới. Trong phần cuối chương trình là những thông tin thời tiết.
Bản tin thời sự buổi trưa cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo trên VTV4.